Xin chào tất cả mọi người, mình là An Vũ. Hôm nay là vừa tròn một tháng, mình quay trở lại Gangu để tái khám. Các bạn lễ tân ở đây lúc nào cũng nhiệt tình chào đón khách. Đã đến rồi, mình nôn nóng được gặp bác sĩ để tái khám thật đấy. Chào anh. Rồi hôm nay chúng ta tái khám ha. Tái khám sau một tháng phẫu thuật thì bây giờ em thấy thế nào? Kết quả thì đã hài hòa hơn, ăn uống cũng dễ dàng hơn. Rồi, so với một tuần đầu. Trước cái phẫu thuật ấy, thì cái phần siêu góc hàm của mình ấy, nó không có đều. Cái hai nữa là nó bị thô, không có mượt. Sau khi phẫu thuật thì cái đường hài viền của mình nó mượt và hài hòa hơn. Phần cầm của mình nó cũng được đưa ra để cho nó đúng cái đường vĩnh của cái mũi. Cái kết quả này thì tất nhiên là thứ nhất là sau khi mình làm ấy, mình ít xương ít bọt là nhờ cái công nghệ nội soi. Ở đây thì bác sĩ sẽ gọt hàm nội soi kết hợp với siêu cầm nội soi và sử dụng những cái loại dao mổ rất là dài để mình có thể không bị tổn thương thần kinh, không bị tổn thương mạch máu. Sau khi mà này thì thấy công việc nó có ổn định hơn không? Sau khi làm mình thấy hài lòng hơn, nhìn hình ảnh thấy tự tin hơn, che bớt được những khuyết điểm, lên hình nó đẹp hơn. Vâng, đúng. Sau khi mà đấy, em có thấy chất lượng của những cái dịch vụ ở bệnh viện nó có cảm nghĩ gì không? Em thấy là dịch vụ rất yên tâm về điều dưỡng chăm sóc, kiểu là tận tình. Xin chào mọi người, lại là anh Vũ đây. Mình vừa đi tái khám tại bệnh viện về. Bây giờ thì đang rất là nôn nóng review cho các bạn sau một tháng gọt hàm của mình. Trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng thì mình đã chườm đá và làm theo những gì bác sĩ đã căn dặn. Chế độ ăn uống của mình cũng được thay đổi trong mấy ngày đầu, nhưng mà sau 5 ngày thì mình đã ăn được cơm và đồ mềm. Mình sẽ để góc hàm ngày xưa của mình ở góc trái màn hình. Và đây là góc hàm hiện tại. Các bạn có thể thấy là đã thay đổi rõ rệt và nó sẽ còn cải thiện hơn nữa. Mình sẽ quay trở lại cùng với món quà đặc biệt dành tặng cho các bạn. Cả nhà cùng chào mình thêm một chút nhé. Tạm biệt mọi người.